Đối với không ít học sinh, đi học ngoài kinh hồn việc kiểm tra thi cử, còn có một nỗi kinh hồn mang tên nhà vệ sinh trường học. Thực trạng nhà vệ sinh bẩn, bốc mùi hôi thối, các thiết bị rơi rụng quẳng quắc không được sửa là hình ảnh không hiếm thấy tại nhiều trường học khiến việc đi vệ sinh thành nỗi ám ảnh, ác mộng với nhiều học sinh. Hiểu được tình trạng đó, mới đây một thầy giáo đã có cách làm cực kỳ hay khiến học sinh nào vô ý thức nhất cũng phải tự giác tuân theo, đó chính là in hẳn bản điều khiển tỉ mỉ từng bước một cách làm sạch sẽ nhà vệ sinh sau khi dùng. Ảnh Phương Kiều trường người ta. Cụ thể, quá nhức mắt trước tình trạng học sinh vô ý thức sau khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, một thầy giáo đã quyết định làm ra tờ giấy điều khiển này. Cụ thể, thầy giáo đã dán hai bản điều khiển với nội dung khá lầy lội như sau lên tường nhà vệ sinh. Rửa kết thúc nhớ khóa gian nước. Hướng dẫn. Bước 1, xả rửa. Bước 2, đóng gian. Bước 3, kiểm tra nước còn chảy không. Nếu còn quay lại bước 2. Xin cảm ơn. Chưa hết, thầy giáo còn in thêm một tờ khác nữa. Em đập trai đập gái, nhất khi đi vệ sinh kết thúc dội nước. Hướng dẫn, làm theo 4 bước. Bước 1, xả nước vào sâu đỏ nhỏ, gần đầy. Bước 2, dội ít nhất 2 sâu tiểu. 3 sâu nếu đi đại tiện. Bước 3, xem nếu cầu sạch sẽ thì ối. Nếu còn quay lại bước 2. Bước 4, đi cầu kết thúc nhớ mở cửa ra tấn viên gạt lại. Xin cảm ơn. Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, hầu hết cư dân mạng đều cho rằng thầy giáo quá hài hước khi nghĩ ra cách làm bá đạo như thế này. Nhắc khéo học sinh một cách cực kỳ tinh tế rằng đi nhẹ hay đi nặng thì dội bao nhiêu sâu nước nữa cơ. Đặc biệt nhìn vào cách điều khiển từng bước một thế này, cư dân mạng còn soi ra được chắc chắn chủ nhân của ý nghĩ đó này là một giáo viên dạy tin học. Hiện tại bài viết đã thu về hơn 22.000 lượt share cùng hàng trăm lượt bình luận chia sẻ trên diễn đàn học đường trường người ta.